Các bạn ơi, các bạn có biết đây là con gì không? Wow, khủng long đấy các bạn ơi. Là các bạn ơi, có thấy không? Nhiều bị sâu răng đấy các bạn nè. Đấy, các bạn có thấy không? Khủng long này ăn kẹo mà vào ban đêm nó không chỉ đánh răng đấy các bạn này, nên sâu răng đấy. Các bạn nhỏ thế nhá, ăn kẹo là buổi tối là phải đánh răng nghe, rồi chịu ăn đi ngủ nhá các bạn nhá. Không sâu răng giống bạn khủng long này này. Đâu, này các bạn thấy cái đuôi của nó đây. Ồ, cái bộ da này của nó này có những cái gì nó nhung lên hay chưa các bạn ơi? Da của nó sần sùi nhở. Các bạn có biết đây là con khủng long gì không? Khủng long các bạn này, sợ chưa? Wow, đây này các bạn ơi. Quá là sợ luôn. Đây của nó to quá các bạn ơi. Wow. Sợ quá nhỉ. Ui. Cái đuôi này là cái đuôi khủng long búa đấy các bạn này. Sợ luôn các bạn này. Wow. Mình đi ra đằng sau xem nào. Đây này các bạn ơi, sợ quá. Ở đây này có rất nhiều các bạn nhỏ đang xem khủng long này các bạn ơi. Đấy, kinh không? Rất nhiều các bạn nhỏ này. Đây này, ô, một con lại con khủng long nữa này các bạn. Ui, xem con này các bạn ơi. Các bạn có biết đây là con khủng long gì không? Ui, khủng long sừng đấy các bạn ơi. Là cái sừng của nó này. Ui, dài thế các bạn ơi. Sợ thế. Khủng long ăn thịt đấy các bạn ơi. Đây này. Ui giời ơi. Sợ quá các bạn ơi. Ui. Có những chiếc vầy các bạn ơi. Wow, nó còn. Ấy các bạn có thấy không? Con khủng long sợ quá các bạn ơi. Con này to kinh khiếp luôn. Đâu, to quá các bạn ạ. Sợ thế nhở. Đâu, mình nhìn này các bạn ơi. Các bạn đã bao giờ nhìn thấy con khủng long ui cái mắt của nó này các bạn ơi. Đâu, mình sợ cái mắt của nó. To chưa? Ui này. Đấy, răng nanh bảo vệ của con khủng long này các bạn nè. Đấy, các bạn ơi có nhìn thấy không? To thế. Sợ quá các bạn ạ. Khủng long không? Thích khủng long không? À, đây nữa này. Đây có hai con khủng long nữa này các bạn ơi. Đây là hai con khủng long con đấy các bạn ạ. Mình phát hiện ra ở dưới cái bụng con khủng long này. Wow. Đây này các bạn ơi, wow, có cả khủng long con nữa này các bạn ơi, wow. Để mình bế con khủng long này ra nhá, wow, đây này các bạn ơi. Có một con khủng long con của nó này. Sợ chưa? Đây nữa, wow. Một con khủng long ăn thịt thế này các bạn ơi. Yeah. Sợ thế nhỉ. Đấy, các bạn có thấy không? Đây nữa này các bạn ơi. Ui, trứng khủng long này các bạn ơi. Mình nhận được trứng khủng long này. Bây giờ khủng long này này các bạn ơi có giống không? Bây giờ mình bóc cái quả trứng này ra xem bên trong của trứng khủng long có cái gì nhá. Wow các bạn ơi. Này. Ở bên trong có thành cả cái gì trên đây? Quả có bóc xoắn này. Đây này các bạn ơi. Các bạn có nhìn thấy không? Nó ăn kém như này. Đấy để mình ăn thử nhá. Sao ngon không nhá. Ngon lắm các bạn ơi. Đây là khủng long
thôi để mình bỏ vào đây nhá. Mình có xoài lắm các bạn ạ. Hả? Đây là củ lông con này. Lấy lương lại các bạn ơi. Chào, một đây lại con khủng long nữa này các bạn ơi. Ô, con khủng long này đứng yên rồi các bạn ạ. Đấy, đây nữa này. Đây là con gì nữa các bạn có biết không? Đây cũng là một con khủng long đấy các bạn ơi. Nhưng mà con khủng long lại là khủng long bằng xi măng đấy các bạn ạ. Ui, tiếp xem. Đây thế này, các bạn có thấy không? Wow. Đây thế này, con khủng long này to lớn chưa? Sợ thế nhỉ? Đây, hai cái chân của nó này. Wow, nhiều rất to ạ, à. Đây nữa này. Ui, đây để đông người xem khủng long đấy các bạn ơi. Wow. Các bạn nhỏ này đang cưỡi khủng long. Cháu bé này nhìn rất là đẹp trai luôn, đang cưỡi khủng long này. Đâu, đây nữa, đây có một cháu gái này. Cưỡi khủng long có thích không cháu? Thích nhỉ? Đây, cháu có thích cưỡi khủng long không? Có cưỡi con to này không? À, có thích cưỡi con to này không? Không à? À, cháu đang sợ khủng long ơi. Đang sợ khủng long bên này. To quá các bạn ạ. À. Này, các bạn có thấy không? To chưa? Đâu, to quá các bạn ạ. À. Sợ thế. Ui giời ơi, đây này, bộ móng vuốt của nó này các bạn ơi. Bộ móng này mà cao vào người thì thôi. Wow, đây nữa. Tôi sợ chưa? À, các bạn ơi, hàm răng của nó này. Đấy các bạn ơi, có nhìn thấy không? Mình xào vào hàm răng của khủng long này. Wow. Cái bên trong nhiều mình sợ quá. Sợ thế nhờ. Nhiều khủng long quá. Lần đầu tiên mình được chứng kiến nhiều khủng long nó to như thế này các bạn ạ. Đây nữa, một con này nữa này các bạn ơi. Ui, to chưa? Wow. Ui, con này như thế này. Cái sừng của nó này, các bạn ơi. To chưa? To sừng đấy. Chiếc mồm của nó này sợ thế. Nó này đẹp chưa này các bạn ơi. Cái mắt của nó này. Đấy các bạn có nhìn không? Mình sờ mắt của nó này to chưa này. Đẹp thế nhờ. Trời ơi các bạn ơi, khủng long ăn thịt ấy. Yo. Các bạn có nhìn thấy không? Khủng long ăn thịt luôn. Ui. Nó chuyển động đấy các bạn này. Ui sợ thế. Wow. Đây này, các bạn có thấy không? Con khủng long này nó biết chuyển động đấy. Đâu? Sợ thế nhỉ? Ui, cái hàm răng của con này. Wow. Ui, sợ thế các bạn ơi. Đấy, con khủng long ấy. Nó đánh đá lắm. Đấy, nó nâng cao lên rồi. Wow, chuyển động được các bạn này. Sợ thế nhỉ? Kinh khủng khiếp luôn. Ui ui đấy, các bạn có thấy không?